Xin chào các bạn đến với khóa học ASP.NET Core 5.0 MVC học từ đầu. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server để cùng nhau tạo các bảng biểu, các table cho dự án .NET Core 5.0 của chúng ta nhé. Bạn mở Microsoft SQL Server Management Studio Tool lên này. Hiện tại phiên bản tôi đang dùng SQL Server 2019. Thì sau khi bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Server, bạn để ý bên trái của các bạn sẽ có cửa sổ Object Explorer. Sẽ có thông tin về server name này, có database folder, security folder và rất nhiều folder bên dưới nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung làm việc với folder database. Bạn click vào nút cộng để xem chi tiết bên trong nhé. Ok. Sau đó bạn click chuột phải vào database folder và chọn option là new database. Chúng ta sẽ có một cái pop-up là new database hiển thị ra. Thì tôi sẽ điền database name là vscoreproject_db. Enter. Sau đó bạn để ý chúng ta đã có vscoreproject_db được tạo ở cửa sổ Object Explorer. Trong database chúng ta sẽ có rất nhiều các folder khác: database diagram, table view và các phần liên quan. Store procedure here. Thì table ở đây chúng ta click vào nút cộng để mở ra này. Nó cũng có các sub folder như system table, file table. Bạn click chuột phải vào table và chọn new table. Sẽ mở ra cửa sổ cho bạn design cái table bạn muốn khởi tạo. Sẽ có column name, data type và phần tiếp theo là allow null hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau nhập cái ID, nhập cái tất cả các field cho table của chúng ta. Sẽ có ID, name, email, phone, address. Khi chúng ta điền xong column name rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa data type cho các field của chúng ta. Phần ID tôi sẽ để là kiểu integer. Name thì sẽ để kiểu nvarchar 50. Copy ở phần name xuống này. Tất cả đều nvarchar hết. Nvarchar có nghĩa chúng ta sẽ được nhập các ký tự Unicode. Bạn chỉnh lại sizing cho phù hợp nhé. Như phone chúng ta sẽ để là 15 ký tự, address 250, email 150, name là 50 thôi. Tôi sẽ phần phật column property này và có phần identity specification thì tôi sẽ chuyển về thành yes. Sau khi chúng ta chuyển option đi từ no thành yes thì có nghĩa là bất kỳ khi nào bạn tạo dữ liệu ở trong bảng table này thì trường ID tự động tăng cho các bạn. Tiếp đến chúng ta kích chuột phải vào cái field ID và chọn option là set primary key. Lúc này có nghĩa ID đã là khóa chính của table này rồi. Sau khi bạn đã nhập và chỉnh sửa xong, bạn click vào nút Save Table và nhập tên cho table này thôi. Ở đây tôi sẽ đặt tên là Users Table. Ok. Close. Bạn refresh phần table nhé. Lựa chọn table này, xong click nút refresh ở trên menu của phần left menu Object Browser. Sau đó bạn thấy chúng ta đã có table Users vừa được khởi tạo rồi. Bạn có thể edit top 200 row. Mặc định sau khi tạo chúng ta sẽ có các row là trắng nhé, chưa có dữ liệu. Chúng ta cùng đi nhập thông tin nhé. Name là Chiến, Chiến Vũ, email này. Nhập điện thoại, địa chỉ, vân vân. Bạn để ý, sau khi chúng ta nhập đầy đủ các trường là những trường yêu cầu thì ID tự động tăng. Bạn phần select top 1000 row này. Đó, bên trên sẽ là câu query. Bạn để ý ở phần bên dưới, phần result đã hiển thị thông tin về chúng ta vừa nhập xong. Bạn có thể mở phần table lên này, xem trong phần columns. Column ở đây chúng ta sẽ có các trường dữ liệu là ID, name, email, phone, address. Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc khởi tạo database này, khởi tạo table và nhập liệu những dữ liệu của example cho bảng table users rồi. Chúng ta sẽ trở lại Visual Studio. Bạn click vào Server Explorer. Bạn mở rộng ra này. Thì chúng ta sẽ có phần là Connection, Connect to Database. Bạn click vào nút Connect to Database. Sẽ mở ra một pop-up là Add Connection. Trong phần Add Connection, bạn sẽ cần cung cấp là thông tin là server name. Tôi tạm close cái này này. Và trở lại phần SQL Server, tôi sẽ mở vào Connection Objective này.
thì tôi copy phần server name, copy, và sau đó chúng ta sẽ back lại Visual Studio, cùng nhau connect lại nhé. Connect to database này, server name page vào đây này, là cái thông tin bạn vừa copy ở SQL Server. Tiếp đến, chúng ta sẽ phần log on to server, thì phần authentication, click root đây này, chúng ta sẽ có các option là Windows Authentication, SQL Server Authentication, và Active Directory thì chúng ta sẽ bỏ qua này. Username, nó sẽ là SA Account, nhà mật khẩu, và sau đó bạn click root save my password. Ok. Tiếp đến, phần connect to a database, chúng ta phải select một cái database name chúng ta vừa khởi tạo. Đó. Bạn ấy chúng ta sẽ có database name là VS Core Project DB. Bạn nhớ phải chọn đúng database bạn vừa khởi tạo nhé. Click nút test connection. Bạn ấy chúng ta đã có phần test connection success, là test thành công. Tiếp theo click nút OK. OK, lúc này bạn thấy chúng ta đã connect thành công vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của chúng ta. Bạn click mũi tên này. Đó, và đấy chúng ta sẽ có table này, là users. User table sẽ có ID, name, email, phone and address. Ok. Có nghĩa lúc này chúng ta đã tạo được kết nối giữa SQL Server và Visual Studio rồi. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.